Đúng như dự đoán của Khánh Dư, Ô Mã Nhi và Phàm Tiếp theo sông Bạch Đằng vội tiến về Vạn Kiếp, nhanh chóng hội quân với Thoát Hoan theo như kế hoạch đã định, bỏ lại phía sau đoàn thuyền vận lương nặng nề của Trương Văn Hổ. Yên tâm các quân của Ô Mã Nhi đi trước dọn đường, Trương Văn Hổ cho đoàn thuyền chở lương thực và khí giới chậm chạp tiến vào Hạ Long. Chúng không ngờ bị rơi vào trận địa phục kích. Khi quân giặc vừa tới Vân Đồn, thủy binh của ta từ các vị trí yểm sẵn bất ngờ xông ra đánh. Trương Văn Hổ cùng quân lính ra sức chống đỡ, cố thúc đoàn thuyền vào đất liền, nhưng bị quân ta liên tục tiến công. Giặc bị chặn đánh trên chặng đường dài hàng chục km đến cửa lục Hòn Gai, thủy binh của ta đổ ra đánh phản đông. Quân giặc không chống đỡ nổi, phần bị đắm thuyền, phần bị tiêu diệt, chúng phải đổ cả thóc xuống biển hòng thoát thân. Trương Văn Hổ may mắn thoát chết, chạy về Trung Quốc trên một chiếc thuyền. Toàn bộ số lương thảo của giặc đã bị nhấn chìm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khánh Dư đánh, giặc bị thua, bắt được lương thực khí giới của giặc không xiết kể, bắt sống quân giặc rất nhiều.